Rồi hả, mình sẽ làm lại thao tác đó nha. Như khi nãy mình nói đó, bây giờ cái cây thép chữ H của mình đó, mình sẽ dùng cái đo trên nội tù kết này, mình sẽ được cái kích thước của nó ha. Ở đây mình đo được 75 á, là có nghĩa là cái cây thép của mình là cái mặt bản của nó nằm ở 75. Thì dựa vào cái set, dựa vào cái bản chất certification của cái thép á, thì mình sẽ quay cái mép này lên trên hoặc là mép này lên trên, thì mình sẽ set nó là LBOA hoặc là RTTA ha, để hai cái thép nó chồng với nhau ha. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái thao tác như sau. Trên bản AutoCAD đó thì mình thấy á, cái vị trí của star của cái cây này của cái cây bracing là sẽ bắt đầu ở mép ngoài của cây column này, nên mình sẽ bắt điểm ở bên ngoài đây ha, cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nó sẽ bắt đến tâm của cái điểm kết thúc của cái HM 1.94 này ha. Thì bây giờ mình sẽ làm như sau ha. Đứng ngay sub bracing ha, mình vô create ha, mình chọn section ha, straight ha. Để bắt được điểm cách cái tâm này 200 á, tại vì cái cây thép của mình là kéo đến tâm ha, cây beam này của mình kéo đến tâm nên mình phải bứt cách tâm 200, thì mình sẽ chọn cách bắt điểm là element và distance ha. Thì ở đây á, mình sẽ rê chuẩn để mình bứt được cây thép của mình ha, cây beam này của mình ha, thì nó sẽ cắt điểm tâm của mình là 200 ha. Thì mình sẽ chọn là điểm star. Thứ hai mình sẽ chọn điểm end. Điểm end của mình khi đó mình sẽ không cần phải bắt là distance nữa, mình sẽ bứt thẳng cái tâm, cái điểm kết thúc của cái thép này luôn ha. Mình rê chuột mình bứt vào đây ha. Ha. Sau khi chọn xong các bạn là mình bấm dismiss cho mình ha. Rồi bấm save work lại. Rồi bây giờ mình sẽ modify, mình set certification của nó ha. Các bạn vào modify, chọn section specification, chờ bên new profile và chọn cho mình là equal angle ha. Ở đây các bạn chọn là 75 x 75 cho mình. 75 x 75 x 6L ha. Ha. 6L, 7L. À 6L, 9L, 12L các bạn biết là cái gì không? Là cái bề dày của cái mét. Hiểu không? Các bạn chọn cái số càng lớn thì bề dày là càng lớn hơn ha. Ở đây ai đẳng cho mình nha, tự tạo nó đo ha. Mình không có thời gian để đâu, mình ở đây mình làm thì mình ngồi mình đo ha. Ở đây các bạn chọn cho mình là khi nãy mình nói rồi, cái certification của nó, một là chọn RTTA, hai là LBOA. Thì ở đây mình sẽ chọn là RTTA đi ha. Ở đây các ai thích chọn LBOA không giơ tay đi. Mình sẽ chọn LBOA cho ha. Không ai ha, thôi mình chọn là RTTA. Xong RTTA đúng không? Mình bấm apply ha. Sau khi chọn RTTA mình bấm apply á, thì cái mép trên của cái thép này ha, F8 nha. Dismiss. Blend nó ha. Thì khi mà chọn RTTA á, thì cái mép của cái thép này nó nằm ở đây đúng không? Ha. Cái mép này của cái thép nó sẽ nằm ở đây ha. Thì bây giờ mình là mình muốn cái thép nó lập xuống dưới đúng không? Để mình ốp lưng được đúng không? Thì mình sẽ phải quay nó một góc 90 độ. Đúng không? Ha. Thì các bạn là mở đứng ngay thằng này ha, chọn orientate. Đồ tay ha. Bề angle đi ha. Bề angle của mình là quay bao nhiêu đây? Bao nhiêu? 180 đúng không? Rồi ok, 180. Ha. Trừ 180 là nó lật lên ha. Bây giờ sẽ phải vô position vô orientate ha, chọn bề angle là 180. Ha. Trừ 180 ha. Position ha, orientate nó đều bị chạy như vậy tại vì cái tâm quay của mình, biết tại sao cái tâm quay của mình khi nãy á, cái tâm quay của mình lúc nào cũng là cái điểm này rồi, hiểu không? Tại vì cái điểm này, điểm chất lai của mình, cái tâm quay của mình luôn luôn là điểm đó, khi mình chọn cái góc nào đó thì nó cũng xoay quanh cái tâm đó thôi, hiểu không? Thì bây giờ các bạn, khi các bạn quay xong các bạn làm mờ mù nó xuống cho mình ha. À, thì ở đây mình sẽ mù xuống như thế nào ha. Bài đào, bài đào nhiêu đây? Cái thép của mình là 75 đúng không, thì mình bài đào 75 là ok. À, nói chung một mét trên của cái sàn thì không, thì cái điểm này sẽ là điểm đỡ sàn này, cái mép này điểm, cái là cái mép đỡ sàn ha. Sau khi tạo xong á, bấm F8 kiểm tra lại ha, lên nọ. Ở trên bản vẽ có phải là các bạn thấy cái điểm tâm của nó nằm ngay đây không? Điểm tâm của nó nằm ngay đây luôn, đúng không? Ha. Khi á, nếu mà cái điểm tâm nó nằm ngay đó luôn á, thì cái certification của mình khi đó phải là RTTA, LBOA nữa ha. Nhưng mà mình là mình muốn cái điểm certification của mình là RTTA và LBOA, biết làm gì không? Để khi mình bứt vô mình chọn thì chọn được cái điểm mép ngoài của nó luôn, hiểu không? Không phải dính mép trong. Nhưng nếu trường hợp này mà ai mà muốn chọn cái điểm mép này để làm tâm á, ha, thì mình sẽ chọn như sau. Các bạn sẽ phải rê chuột ha, vô cách đo nha, bấm vào đo. Các bạn sẽ nhân chú ý ở phía trên này cho mình này. Chọn bắt điểm ra phết rê chuột. Ở cái dự án SEMO này các bạn biết tại sao? Dự án SEMO này nó không có điểm đó. Dự án SEMO này nó không có điểm tâm 5 mét dưới này ha. Nếu mà biết vào đây các bạn nhân thấy HBA không? Thấy HBA ở trên không? Vertex of HBA là nhân ở trên đây này nha.
thấy không? Nếu mà đúng là ở ngay chỗ HPA phía dưới nó có một cái đường chất integration nữa. Và cái đường đó cái đường khoan lỗ của cái thép đó. Hiểu không? Cái điểm đó là điểm khoan lỗ để mình đặt xúc bọt. À, nhưng mà trên đấy lại không có. Lại không có thì phải làm sao? Thì bây giờ mình vẫn phải xét là mình vẫn phải xét như cũ thôi ha. Mình phải xét như cũ là bao nhiêu ta? Là cái gì? Là RTT đúng không? Sau đó mình sẽ phải mù ha. Bây giờ các bạn sẽ phải mù cho mình. Bây giờ mình sẽ phải mù theo hướng nào? Có phải mình, bây giờ mình blend nọt ha. Mình sẽ phải mù thứ nhất là theo hướng quay về đây này. Là hướng gì? Hướng sao và hướng web đúng không? À, bài sao. Sáu cái thép mình 75, mình là mù 32.5 đúng không? 37.5 chứ. Ha. Bài sao 37.5. Ha, web 37.5. Thấy chưa? Nó về tầm, thấy không? Thấy về tầm chưa? À, nó về tầm của cái này này, nó dao về tầm chưa? Ha. Thì sau khi làm xong á, các bạn sẽ dùng cái thao tác là đứng nghe thằng này ha. Mình sẽ y chang như cũ, mình sẽ new sctn ha, copy ha, reverse ha. Ha. Sau đó các bạn đứng nghe thằng này ha, đứng nghe một trong hai thằng này. Nhớ ở đây mình khi này có nhiều operation rồi thì nhớ phải bích vô đây để chọn được chưa? Nó bích vô thằng nào cũng được hết trơn. Vô orientate. Flip màn hình sẽ tối xuống để mình chọn cái cây nào để mình flip, bích vô một cây ha. Sau đó bấm escape ha, nó sẽ tự xoay lại. Các bạn biết ở đây là tại sao? Tại vì á, cái chất thì cái sân của mình ở đây mình đang xét là RTTA lên lúc mà mình flip á, thì nó sẽ flip quanh RTTA này một góc 180 độ, hiểu không? À, thì giờ các bạn sẽ phải xoay nó tạo ra xong chọn vô orientate bango một góc 180 độ ở 90 độ chứ ha, nói chung ha, trừ 90 độ ha. Nếu mà mình chọn là TRI là mình làm một cái một ra liền rồi ha. Thì qua trường hợp này các bạn sẽ thấy luôn, khi mình set cái điểm chất certification ở điểm nào thì khi mà mình tạo flip nó sẽ quay quanh cái trục đó, hiểu không? Nó sẽ quay quanh cái đó luôn ha. Nó vuông luôn rồi, nó thành cái thép vuông á. Bango ha, không độ. Nó làm bài đúng rồi nè, thấy không? Mình nhớ bango là không độ ha, được chưa? Nè thấy không? Cái trường hợp nó sẽ là như thế này này, nó sẽ ốp lưng vô thế này này. Ha. Thì cái mép chơi của mình lúc đó là 75 độ, hiểu không? Hiểu không? Nếu mình quay thế kia đâu có mép hàn đâu, cái mép này nó ốp vào nhau để nó hàn đó. Nếu mà mình chỉ ốp hai cái đường này vô với nhau thì sao mà nó hàn được? Vô nghĩa, hiểu không? Ha. Thì khi đó cái thép của mình sẽ như thế này, cái dạng sẽ như thế này. Này. Ha. Một cái trên một cái dưới đó nè. Nhìn không ra hả? À, bây giờ mình sẽ tắt những cái beam xung quanh đi ha. Này toàn. Ha. Lúc nha. Lúc nọ khi bạn F8 á, là nhớ nha. Nếu mà F8 á, nhìn mà thấy một cái đường này bên đây mà là cấn vào trong đây á, là có nghĩa là hai cái thép mình đang bị sai đó, flip bị sai, hiểu không? Có nghĩa là cái chất integration của mình set nó không có đúng. Có nghĩa là mình lúc đó mình set ngay điểm NA hay điểm như đó nó bị lấn cấn vào trong cái cây thép của mình một khoảng, hiểu không? Thì khi đó mình flip xong mình F8 mình sẽ thấy nó bị cấn vào, hai cái thép nó bị chồng chéo lên nhau, hiểu không? À. Nếu mà ai muốn kiểm chứng cái đó có đúng sự thật hay không á thì về nhà làm nha. Mình khẳng định luôn trường hợp là đúng đó. Nếu mà các bạn xét certification không đúng thì khi đó cái tâm quay của mình nó sẽ là cái tâm quay khác. Khi đó flip thì nó sẽ quay quanh cái trục đó mà. Quay quanh cái trục đó thì tất nhiên hai cái thép sẽ bị cấn vào nhau. Nếu mà cái certification của mình nằm bên trong cái thép chứ không phải nằm ở mép ngoài của nó. Được chưa? Ha. Cái trường hợp này á mình làm cho các bạn coi ha, để các bạn thấy được rằng á khi mình xét cái certification nó mà nó khác điểm á, khi mình flip á thì nó sẽ quay quanh cái certification đó. Nếu ở đây mình set justification là TOAX hoặc TOAI thì chuyện gì sẽ xảy ra ha? Mình set như vậy khi đó mình flip á, thì là sẽ quay được lên luôn. Khi mình flip thì sẽ quay quanh cái trục TOAX và TOAI luôn. Đúng rồi, TOAX và TOAI thì sẽ tự hai cái mặt nó tự ốp lưng vào nhau, hiểu không? Ha. Mà mình không cần phải xoay, mình không phải chuyển như vậy. Nhưng mà ở đây mình đang muốn set là cái điểm tâm của mình đó ha. Là cái điểm tâm của mình là cái điểm cái justification của mình là một mét ngoài cái thép này ha.
Tại vì đầy của mình đó là dự án Sembo, nó không có cái điểm chất về cái sân như khi nãy mình nói là đáng lý ra ha, đáng lý ra ha. Khi mình dùng lại đòi nhớ đòi ra fit để mình chọn, để mình biết được cái chất về cái sân là gì. Đáng lý ra ngay phía dưới của cái thằng HBA này nó phải có thằng HFX và HFY ha. Ví dụ mặt này là TRX thì nó sẽ có HFX, mặt này TRY thì trên đây sẽ có HFY, thì ngay ở dưới đây sẽ có một cái HFX HFY nằm ngay tâm một cái thép đó luôn. Thì cái đó mình lúc mà mình roll tay mình flip á thì sẽ tự quay luôn và nằm ngay tâm luôn, hiểu không? Đó chính xác tuyệt đối 100%. Dự án Sebo mình không có. Sau này các bạn vô làm dự án ở trong công ty á thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có cái HFX và HFY. HFX và HFY. Thì cái đó các bạn xoay là các bạn set ngay đó, các bạn đắn ngay tâm luôn. Và cái đó các bạn xoay lên được liền. Tại vì dự án Sebo của mình không có nên bắt buộc mình phải làm cái công việc nó rườm ra là như vậy, hiểu không? Nhưng mà sau này các bạn phải nhớ việc đó ha. Nhớ nha.